phản ánh là nó bị lỗi là ấn một nút nhưng mà nó ra nhiều chữ. Ví dụ ấn chữ A thì ra nhiều chữ A. Rồi. Thứ nhất là cái hàng gửi về bên mất vỏ hộp này. Khi có khách này trả về là nguyên vỏ hộp này, sẽ có hai cái đũa này. Có bóng khí này. Có vỏ bên trong này. Đây cũng là một đơn trả về này. Đấy. Đây là một đơn khác. Rồi bên mình sẽ mở ra nhé. Trước tiên là thấy cái vấn đề về cái vỏ hộp mất là thấy không ổn lắm rồi đấy. Rồi mình cắm điện nhé, đèn nháy này. Quay reset nha. Đây bây giờ bên mình sẽ ấn thử xem có nút nào bị lỗi không lại nha. Rồi. Rồi, đủ hết các phí rồi nha. Rồi. Đủ hết các phí nha. Bây giờ mình xem nó có bị nháy như khách báo không nha. Mình sẽ bật một cái nốt này lên nha. Cho to lên. Không, không. Quay gần vào đây đi. Quay gần vào đây là hết. Đây. Như khách báo là chữ A này. Ấn một lần này, hai lần này, ba lần này. Nó thành chữ ớ thôi đúng không? 4 lần, 5, 6, 7, 8, A, ớ thôi đúng không? Hiện tại mình bật việt key nhá. Tắt việt Thế kỳ là đi. nó không có vấn đề gì đâu nha. Mình tắt Đây. việt key đi nhá. Đây rồi, tắt rồi. Rồi, mình gõ lại này. Lại Như khách bảo là chữ A đúng không? Mình xóa hết đi này. A là ấn này. Nhìn không? rồi mình nhìn 1, thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bình thường mà. Cái này chắc là máy của khách có vấn đề, nhưng bên mình gõ từng phím này. Nó có bị sao đâu. Đã làm sao. Tự nhiên mất cái hộp. mất cái hộp và mất công nữa chứ.